sốc, 515 lần đưa nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Thưa quý vị và các bạn, sau 15 ngày nhận kết luận điều tra từ Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố 21 người nhận hối lộ, 24 người đưa hối lộ, 4 người lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 4 người môi giới hối lộ. Tháng 3 năm 2020, Chính phủ tổ chức chuyến bay giải cứu đầu tiên đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước. Sau đó, các chuyến bay giải cứu, người dân trả tiền vé máy bay, không mất chi phí cách ly và chuyến bay combo, người dân tự nguyện trả phí toàn bộ được triển khai cùng lúc. Theo phân công, Bộ Ngoại giao sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức chuyến bay, Bộ Y tế, Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Công an tham gia cho ý kiến với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được giao thực hiện chủ trương cách ly y tế. Trong vụ án, Bộ Ngoại giao được xem là mắt xích quan trọng khi thực hiện các chuyến bay với đầu mối là Cục lãnh sự. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Cục lãnh sự đã đề xuất được Chính phủ phê duyệt tổ chức 772 chuyến bay, trong đó 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo. Trong 9 tháng, từ tháng 5 năm 2020, 13 cá nhân đại diện cho các doanh nghiệp đã tiếp cận, đặt vấn đề nhờ Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng giúp đỡ được cấp phép chuyến bay. Từ đó, ông Dũng 37 lần nhận 21,5 tỷ đồng. Địa điểm ông Dũng nhận tiền nhiều nhất là phòng làm việc ở Bộ Ngoại giao, còn lại ở quán cà phê gần trụ sở bộ hoặc thông qua vợ. Ông Dũng và gia đình đã tự nguyện nộp 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, là cấp dưới chịu sự quản lý trực tiếp từ ông Dũng. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, khi đương chức Cục trưởng Lãnh sự, bị cáo buộc 32 lần nhận 25 tỷ đồng của doanh nghiệp. Bà Lan chủ yếu nhận tiền tại phòng làm việc, tại nhà riêng, trên ô tô, quán cà phê. Tại văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực, cũng được một số doanh nghiệp tiếp cận nhờ giải quyết thủ tục. Trong hơn một năm, ông Linh đã nhận 5 lần, tổng cộng 4,2 tỷ đồng, cáo trạng nêu. Bộ Y tế là một trong năm bộ tham gia tổ công tác thực hiện đưa công dân về nước. Tại đây, Cục Y tế Dự phòng được giao nhiệm vụ phê duyệt hoặc từ chối đề xuất của Bộ Ngoại giao về tần suất, số lượng chuyến bay phù hợp với tình hình dịch bệnh. Theo quy trình, Thứ trưởng khi nhận được đề xuất tổ chức chuyến bay giải cứu, combo hoặc khách lẻ xin về nước sẽ chuyển cho Cục Y tế Dự phòng tham mưu. Mọi trao đổi giữa Cục và Thứ trưởng đều thông qua Phạm Trung Kiên, thư ký của Thứ trưởng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, khi thực hiện nhiệm vụ, ông Kiên yêu cầu doanh nghiệp chi từ 50 đến 200 triệu đồng một chuyến bay combo hoặc 500 đến 2 triệu đồng một hành khách. Với khách lẻ xin về nước, thư ký Kiên ra giá từ 7 đến 15 triệu đồng một người, tùy từng thời điểm. Ông Kiên còn bị cáo buộc móc nối với Vũ Anh Tuấn, cựu phó phòng tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nhận tiền giúp đỡ doanh nghiệp. Viện Kiểm sát cáo buộc, ông Kiên là bị can nhận nhiều tiền nhất. Trong 11 tháng, bị can này đã có 253 lần nhận tổng cộng 42,6 tỷ đồng của 18 người đại diện các doanh nghiệp. Điển hình, từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2021, ông Kiên 7 lần nhận 6 tỷ đồng tại trụ sở Bộ Y tế để giúp công ty Bầu Trời Xanh được cấp phép 40 chuyến bay. Những lần khác, ông Kiên nhận tiền thông qua tài khoản của người thân. Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, trong 7 tháng, bị can Tuấn 49 lần nhận 27,3 tỷ đồng, đã nộp 8,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Cục Phó Trần Văn Dự hưởng lợi 3,1 tỷ đồng và đã khắc phục 2 tỷ đồng. Cán bộ công an Vũ Sĩ Cường nhận 9,3 tỷ đồng và hưởng lợi 5,5 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định, tại vụ án này, 21 bị can công tác tại nhiều cơ quan nhà nước đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao 515 lần nhận hối lộ 165 tỷ đồng. 4 người của Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia lợi dụng chức vụ gây thiệt hại 10 tỷ đồng. 23 đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ gần 500 lần với hơn 226 tỷ đồng. Theo cáo trạng, không chỉ đưa hối lộ trong tổ chức các chuyến bay, một số doanh nghiệp còn tiếp cận lãnh đạo địa phương khi làm thủ tục cách ly công dân về nước. Tại Hà Nội, bị can Trử Xuân Dũng, khi đương chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2021, đã ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được đưa người từ nước ngoài về cách ly. Với trọng trách này, ông Dũng đã 9 lần nhận 2 tỷ đồng để chấp thuận cho cách ly với 4 công ty. Bị can Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quảng Nam, đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ký chấp thuận cho công dân chuyến bay giải cứu được cách ly trên địa bàn. Ông Tân bị cáo buộc nhận 5 tỷ đồng của hai lãnh đạo công ty Bầu Trời Xanh. Trong vụ án, bị can Nguyễn Thị Hà Liên bị khởi tố về tội môi giới hối lộ, song đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã, tách vụ án để điều tra sau. Một số người khác có dấu hiệu phạm tội, cơ quan an ninh sẽ điều tra ở giai đoạn 2. Vụ tông xe vào cảnh sát giao thông ở Long An là cố ý giết người. Thưa quý vị và các bạn,
Mới đây, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô lưu thông với tốc độ cao chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Cú tông làm thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, công tác tại đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa, và hai người dân là Huỳnh Nguyễn CM, sinh năm 1994, ngụ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, tử vong tại bệnh viện Xuyên Á, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, và Phan Thị KT, sinh năm 1973, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu. Vụ cố ý tông xe trên là hành vi cố ý giết người, phải điều tra khởi tố xử lý hình sự đúng quy định của pháp luật. Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát để thiết lập trật tự giao thông, bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông. Đó là trách nhiệm nặng nề, đáng trân trọng. Ai cũng hiểu rằng một vụ kẹt xe, một trận mưa lớn, một sự cố hỏng đèn tín hiệu giao thông ở giao lộ, nếu như không có cảnh sát giao thông phơi mưa nắng xử lý thì không thể lưu thông được. Trên các tuyến quốc lộ, nếu như vắng bóng cảnh sát giao thông, chắc chắn tai nạn xảy ra nhiều hơn những gì mà chúng ta đang chứng kiến. Trở lại vụ tông xe và lực lượng chức năng trên, có thể thấy sự tàn ác dã man của người thực hiện hành vi vi phạm, họ đã không còn nhân tính. Hãy suy nghĩ rằng những người làm nhiệm vụ bị tông chết trên là con, là chồng, là vợ, là người thân của một gia đình lại chết một cách quá tức tưởi. Không thể để kẻ thủ ác thoát sự trừng phạt của pháp luật, bản án phải thật nghiêm để răn đe những tên côn đồ xa lộ khác. Tiến sĩ dạy làm giàu chỉ là bán vịt rời mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, đến tận khi đối diện án chung thân, tiến sĩ dạy làm giàu vẫn say sưa về dự án mạng xã hội dạy làm giàu, với tính toán sẽ có 2 triệu thành viên, giá trị lên đến 2 tỷ đô la Mỹ. Chắc chắn doanh nghiệp nước ngoài muốn mua lại. Phiên tòa vụ tiến sĩ dạy làm giàu đã dần đến hồi kết với cáo buộc lừa đảo, với một án chung thân được cơ quan công tố đề nghị. Theo cáo trạng, Phạm Thanh Hải thành lập và làm chủ tịch công ty thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế IDT từ năm 2007. Theo cáo trạng, dù hoạt động đa ngành từ hỗ trợ giáo dục, tư vấn quản lý, sản xuất buôn bán lẻ thực phẩm, hóa chất công nghiệp và tổ chức hội nghị hội thảo, nhưng việc kinh doanh không hề hiệu quả. Một năm sau, ông Hải lập website hoclamgiau.vn, tổ chức các hội thảo dạy làm giàu. Tại các buổi học này, ông Hải tự giới thiệu là tiến sĩ, có tài đầu tư kinh doanh, còn công ty IDT thì đang triển khai các siêu dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô Maca. Từ các buổi học này, ông tiến sĩ đã đưa ra các hợp đồng vay vốn với lãi suất đến 40%, thậm chí 50% và cắt lãi ngay khi nộp tiền. Chỉ trong đúng một năm, ông Hải đã huy động được 2.725 tỷ đồng từ 2.574 nhà đầu tư. Trong phiên tòa, thẩm phán chủ tọa hỏi rằng, dựa vào đâu bị cáo trả lãi 40-50% cho người ta, bị cáo có kinh doanh sản xuất gì không? Tiến sĩ dạy làm giàu trả lời bằng dự án mạng xã hội dạy làm giàu. Theo đó, thời điểm ông Hải bị bắt, trang mạng này có hơn 700.000 thành viên, dự kiến một năm sau sẽ có 2 triệu người, giá trị sẽ lên đến 2 tỷ đô la Mỹ, nên chắc chắn sẽ có doanh nghiệp nước ngoài muốn mua lại. Còn tiền trả lãi 40-50%, tiến sĩ dạy làm giàu thừa nhận dựa vào nguồn tiền của các nhà đầu tư tiếp theo để đầu tư tiếp sức. Đoạn hội thoại này cho thấy bản chất của vụ án, vẽ vời những dự án tỷ đô la Mỹ, huy động vốn với lãi suất cao đến mức không tưởng, chi 2% đến 10% tiền thưởng kết nối cho người môi giới hợp đồng mới, rồi lấy tiền của người đến sau trả cho người đến trước. 2.725 tỷ đồng huy động, nhưng chỉ 99 tỷ đồng trong đó được đầu tư vào các dự án hoặc chỉ có lợi nhuận 2 triệu đồng trên một năm, thậm chí không hề có lợi nhuận. Pháp luật không cấm các lớp học làm giàu, nhưng pháp luật không đùa, không cho phép tồn tại hình thức huy động vốn bất hợp pháp vào những dự án kiểu bán vịt rời. Tội danh lừa đảo, vì thế là hoàn toàn chính xác, kể cả việc các nạn nhân có hiểu mình là nạn nhân hay không.